Trời ơi, áo hoa nhà em mà không chốt thì chốt cái gì, đi ra đây còn đưa áo đi, treo áo đi, ngồi tít trong đấy thì treo áo, đưa áo cái gì. Ngồi nhưng mà ngồi trốn trong đấy. Ra đây các chị ơi, tranh thủ nhanh tay giùm em nào. Áo này nhà em, áo hoa này xinh lắm chị này, hoa nâu đây các chị yêu này. Hoa nâu nhá, nhá áo hoa này còn là hoa 3D. Em đăng ảnh lên mà khách nhà em rồi có chốt rồi là như vũ bão cho em rồi. Đẹp như này mà chỉ có 179 cành con áo hoa này cho em thôi ạ. Đặt hàng thì comment cho em mã đặt hàng là A còng kèm cái số nhá chị nhá. A còng kèm số giùm em và có đơn giùm em này. A còng kèm số là mình có đơn cho em các chị ơi. Không cần A còng đi cho nó dễ, bên này màu hay bị ẩn lắm. Mình nói A còng một số thì bên kia vẫn là comment được mà. A còng kèm số rồi các chị có đơn cho em nhé. A còng kèm với số alo của mình có đơn thành công cho em. Áo hoa này nhà em là hàng mông tơ ghi, hàng QC cao cấp cho nên là chị rất tình yêu cho em với giá là 179 cành. Hoa nhà em có chị nhìn cái hoa nhà em có chị thấy phê luôn cho em rồi này. Chất liệu này cực kỳ là gì ạ? Mềm mại cho em mặc không bị bí nóng cho em, nó không như cái hàng rẻ tiền các chị nhá. Chiên ngày hôm nay cho em là 169 cành. Đặt hàng comment cho em mã đặt hàng là A còng kèm với số alo của mình. Con thì tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Ngày hôm nay nhà em sẽ có tất cả là 5 màu cho em. Màu nâu là 1 này, màu đỏ cho em là 2 này, màu gì ạ? Kẻ cho em là 3 này, màu này cho em màu đen là 4 ạ, và màu này cho em màu hồng là 5, các chị nhân 5 tông màu giùm em. Hàng hoa 3D siêu cấp giùm em, chất nhà em là mông tơ ghi lưới, mình mặc không bị bí, không bị nóng và không bị khó chịu giùm em. Chị Ân ngày hôm nay cho em là 169 xu. Đặt hàng con cho em là gì ạ? A còng kèm số. Comment trực tiếp lên trên like là có đơn thành công. Nhưng mà các chị nhanh tay chốt đơn ạ, đẹp cực kỳ cho em luôn. Nhanh tay giùm em đi, hàng này nhà em đang chia có 169 cành. Hàng mông tơ ghi hàng QC đẹp, hoa 3D đẹp. Các chị nhá, màu nâu này mặc cực tây luôn. Chị nào thích cái tông tây tây lấy cho em màu nâu này nhá, cực xinh cho em luôn, có mỗi mắt. Ba máy mà có một mặt. Các chị nào mà thích cái tông tây tây này các chị lên cho em cái màu nâu này nhá, cực xinh cho em luôn này. Hoa đẹp này, mặc nó sang. Ngày xưa các chị nhá mặc hoa nó quê nhưng bây giờ hoa của nó hiện đại lắm. Nhìn cái hoa nó đã mắt cực kỳ cho em luôn, nhìn nó sang chảnh cho em. Được chưa? Mã đặt hàng cho em là A còng kèm với là A còng kèm số alo của mình. Con thì tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Rất là nhiều màu đẹp cho em, thích nâu thì lấy nâu, thích hồng lấy hồng, thích đỏ lấy đỏ, thích đen lấy đen và thích kẻ lấy kẻ giùm em nhá. Chiên là 169 xu. Đặt hàng con cho em A còng kèm số alo của mình. Con thì tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Chị Hương Dung ok lấy nâu lên số cho em đi ạ. Áo nhà em mặc cho em 40 đến cho em là 6 40 đến cho em 60 kg giùm em. Con này mặc thì không bị lộ bụng chị nhá. Không bị lộ bụng giùm em ạ. Hồng là 1 này, đen cho em là 2 này, kẻ cho em là 3 này, được chưa ạ? Và đỏ cho em là 4 này, và nâu cho em đang mặc trên người là 5. Chiên là 169 xu ạ. 169 xu chị Cường Bích ơi, 169. Đặt hàng con cho em A còng kèm với alo của mình. A còng kèm với số alo của mình. Con trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công nhá. 169 xu. Hàng này nhà em là hồng hoa 3D đẹp, nó có chất này các chị ơi. Bình thường người ta mặc sợ bị nóng đúng không nhà em? Hàng là hàng lưới này, mặc không bị lộ cho em nhá, không bị lộ giùm em này mà lại không bị nóng giùm em. 169 xu. Đặt hàng con cho em A còng kèm gì ạ? Kèm số alo của mình. Con trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Hàng rất là đẹp cho em luôn. Nâu thì rất tây nhá. Hoàng Tú ok có đơn nâu, Linh Hà ok có đơn nâu nhá. Đặt hàng con cho em. Đặt hàng con cho em nhá. A còng kèm với số alo của mình. Con trực tiếp lên trên live là có đơn thành công của mỗi hai. Được chưa? A còng lên con. A còng kèm với số alo của mình. Con trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. 60kg đổ xuống cho em mặc đẹp con này. 60kg đổ xuống cho em chăn là mặc đẹp nhá. Được, bây giờ mới lên. 60kg đổ xuống cho em chăn là mặc đẹp con này. Thích đỏ lấy đỏ này, thích kẻ lấy kẻ cho em ạ. Thích hồng lấy hồng và thích đen lấy đen cho em. Nguyễn Anh ok lấy màu ra mặc trên người là màu nâu chị ơi. Màu chăn ra mặc trên người là màu nâu. Comment cho em là A còng kèm số giùm em các chị ơi. A còng kèm số giùm em là có đơn thành công. Chia là 169 cành, các chị nhìn con áo hoa nhìn đẹp chưa? Đăng ảnh lên mà em đã bán gần 200 áo ấy nhỉ. Đăng ảnh lên mà em đã bán gần 200 áo rồi. Ngày hôm nay em mới có cơ hội like các chị vì về đến đâu là hết đến đấy. Về đến đâu là cháy đến đấy mà ngày hôm nay chiên cho các chị yêu là 169 xu. Nhanh tay comment A còng kèm số, comment trực tiếp lên trên like là có đơn thành công. Nhanh tay chốt đơn, nhanh tay chốt đơn. Hương Vũ ơi đen lên cho em A còng kèm số đi ạ. Hương Võ ơi A còng kèm số giùm em để có đơn đi ạ. A còng kèm số cho em để có đơn đỏ này, được chưa? Kẻ này, được chưa? Đen này và màu này cho em màu hồng, đang mặc trên người là màu nâu. Hương Võ lên cho em A còng kèm số là có đơn thành công chị ơi. Đặt hàng con cho em A còng kèm số, con trực tiếp lên trên chị like là có đơn thành công ạ. Đó đẹp cho em luôn. Mỹ Duyên có đơn một áo màu nâu đang mặc ạ. Nâu sinh nhật tây dã man luôn chị ạ. Thích tây tây lấy nâu cho em nhá. Màu rất là sang cho em, nó cứ 60kg đổ xuống cho em mặc đẹp. 60kg đổ xuống cho em mặc đẹp. Hương Võ lên cho em A còng kèm số đi ạ. Hương Võ lên A còng kèm số đi chị ơi, này đẹp chưa? Em sang các tình yêu màu tiếp theo nha. Lên màu hồng nhá. Hồng đi các chị ơi, hồng đẹp lắm ạ. Rồi ok, chị lấy màu nâu ok, Quỳnh Trịnh có nâu ạ. Thu Ngọc ok có nâu này, hoa này. Hoa này các chị ơi, hoa này. Hoa nó tầng tầng lớp lớp hoa, gọi là hoa mẫu đơn luôn các chị yêu ạ, nó mới đỉnh cao cho em.
169 xu đặt hàng comment A còng kèm số. Nhanh tay comment lên trên like là có đơn thành công. Nhanh tay chốt đơn, nhanh tay chốt đơn. Em sang hồng hết chưa? Đẹp lắm, nâu nhà em, các chị thấy ông lên một phát là cháy nhà. Xin phép sang hồng các chị nhá. Nâu nhà em lên một phát là các chị thấy cháy nhà chưa? Em lên cái hình màu hồng nha. Xinh lắm, nâu ok hương da này các chị nhá. Đây là màu đen bên em ạ. Cái hàng này nhà em là hàng hoa 3D nổi luôn các chị nhá. Từng tầng tầng lớp lớp luôn. Còn đây là màu kẻ ạ. Màu kẻ bên em này cũng cực kỳ hot. Xinh cực lắm. Kỳ hot luôn. Còn đây là màu đỏ bên em. Màu đỏ cho em đây. Siêu hot luôn này. Chị yêu nào không ưng nâu để cho màu hồng này. Hồng này nhà em bình thường nhá. Người ta cũng thích mặc hồng nhưng riêng hồng nhà em các chị ơi nhìn là muốn mặc. Bình thường người ta không thích mặc hồng nhưng riêng hồng nhà xem đẹp nhìn là muốn mặc luôn. Nhìn đẹp không ạ? Quá đẹp luôn chị ơi này. Đấy lên cho em con này cho em là gì ạ? A còng kèm gì ạ? A còng kèm số alo của mình. Comment trực tiếp lên trên like là có đơn thành công. Chiên ngày hôm nay là 169 xu. Nhanh tay chốt đơn 169 xu rồi em hoa hồng này các chị ơi. Hoa hồng giùm em là đẹp cực kỳ cho em luôn ạ. Tranh thủ comment cho em là A còng kèm số alo của mình. Comment trực tiếp lên trên like cho em trang của đơn thành công. Giá chiên là 169 xu các chị nhá. Đẹp như thế này mà chỉ có 169 xu thôi. Nhanh tay comment cho em này bảng chị màu này. Ở đây không? Chị lấy màu đen thì lên A còng kèm số giúp em với nhá. Chị đặt comment cho em A còng kèm số, comment mỗi màu mà không có số alo là bên không chốt được đơn cho mình đâu các chị ơi này. Đẹp chưa này, nâu này, sang quá không ạ, tây quá không ạ. Nâu này các chị ơi, nhà em sắp cháy nhà rồi, các chị nào chưa đặt nâu đặt nốt cho em. Hoa cho em hoa đen giùm em này. Màu này cho em màu kẻ giùm em ạ. Màu này cho em màu đỏ giùm em và đang mặc trên người cho em màu hồng. Nhá tông hồng rất là xinh. Chị nào mà thích kiểu trẻ trẻ chung mà kiểu muốn cái tông màu mà mình mặc cho nó sang, cho nó kiểu là nổi đấy các chị ơi, để cho em tông hồng thì xinh lắm. Đặt hàng com cho em là gì ạ? A còng kèm số. Comment trực tiếp lên cho em trên like là có đơn thành công. Hồng ơi chúc đơn chị Thủy Bích ạ, đen chúc đơn chị Kim Trang ạ. Chị Lê Hậu lấy cho chị một nâu và một đen nhé Trang. Ok Lê Hậu nhá. Áo nhà em thì cứ mặc cho em 60kg đổ xuống là mặc đẹp. 60kg đổ xuống là mặc đẹp các chị nha. 60kg đổ đẹp mặc một xuống. 60kg đổ xuống là mặc đẹp nhịu quá. Phạm Thị Liên ơi muốn mua con cho em A còng kèm số đi chị. A còng kèm số cho em có đơn thành công. A còng kèm với số là mình có đơn thành công các chị nhá. Đấy xong tí và chị báo nhân viên là chị thích màu nào chị lấy màu đấy. Chị Hồng Hạnh lấy hồng này. Chị Hồng Hạnh lấy một cái áo màu hồng đang mặc. Có đơn luôn chị Hồng Hạnh này, thích đen này đen này, thích nâu lấy nâu, thích kẻ lấy kẻ, thích đỏ lấy đỏ cho em. Hàng hoa 3D đẹp lắm, áo này nhà em á về còn chưa bao giờ về áo này em về là phải về cách đây nửa tháng chưa hay một tháng rồi. Một tháng rồi mà chưa like được. Hôm nay mới có thời gian like vì là về là hết. Các chị ạ, à, về là hết luôn. Đặt hàng thì chỉ cần comment A còng kèm số alo nhé chị nhá. A còng kèm số alo. 60kg đổ xuống thì mặc vừa, 70kg đừng comment các chị ơi. Đẹp cực kỳ cho em luôn. Đặt hàng comment A còng kèm số alo, com trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công này. Nâu xinh chưa này? Nâu xinh quá lắm các chị này, được chưa? Đây này, hồng này trẻ trung này chưa? Đẹp cực kỳ cho em luôn. A còng kèm số alo của mình, hồng chúc tên chị Nga Tú qua, hồng chúc tên chị Thùy Trang nhá. Này màu này cho em màu đen này. Chị Hồng Hạnh có đơn một áo màu hồng, áo màu đỏ ạ. Quá đẹp luôn này các chị ơi, màu này cho em màu kẻ này. Đấy, đẹp chưa? Hàng nó đỉnh lắm các chị ạ, à. Có 169 xu thôi. Đặt hàng com cho em là A còng kèm với số alo của mình nhá. Kèm với số alo của mình, com trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Được chưa? Mã là A còng kèm với số alo của mình, com trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Màu hồng chị 58kg mặc đẹp không Trang? Mặc đẹp luôn. Cứ dưới 60kg cho em mặc con này đẹp nhá. Dưới 60kg là các chị mặc cho em Trang con này đẹp ạ. À. Đấy, chị Mai Hương ơi A còng kèm số alo của mình đi. Chị Mai Hương comment cho em A còng kèm số alo của mình, com trực tiếp lên trên live cho em. Gọi đi, gọi gì? Xem phở lên chưa? Lên rồi. Xem cho con có tiếng. A còng kèm số alo của mình, A còng kèm với số alo của mình, con nhớ tiếp lên trên live cho em có đơn thành công nhá. 169 xu cầm chị hơi cầm với chị Liên có tiếng không? Được chưa? Đặt hàng con thêm A còng kèm số alo của mình, con trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công ạ. Màu hồng là 1 này các chị ơi, nâu là 2 này, màu nào cho em đẹp luôn, đen là 3 này, được chưa? Giá là 169 cành thì Mai Hương ơi kẻ cho em là 4 này và đỏ cho em là 5. Đặt hàng không cần phải nói nhiều, chỉ cần comment A còng kèm với số alo của mình, comment trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Chân váy em không bán ạ. Thúy Hằng ok em nhận đơn, Trương Linh ok em nhận đơn này. 169 xu đặt hàng comment A còng kèm với gì ạ? Số alo của mình, comment trực tiếp lên trên live là có đơn thành công. Trời ơi nhanh tay giùm em nhá. Hương Mai ok lấy đen và hồng là chị Thùy Bích ok lấy một con nâu là hai con này. Đẹp lắm các chị ơi này. Chị Thu Hương lấy một con màu nâu lên số alo giúp em nhá. Lên số alo ơi, A còng kèm số alo của mình đi ạ này, đẹp chưa này? A còng kèm số alo của mình, con trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công xinh như thế này cho em 169. Chị Hồng Hạnh có đơn một áo màu đỏ. Vải Mỹ Duyên có đơn một áo màu nâu đang cầm ạ. Vải các chị thấy không ạ? Mặc không bị lộ nhá, nhưng mà lại không bị bí nóng cho em. Nó mới là đẳng cấp. Hàng này hàng của em là hàng bông tôi ghi lưới siêu cấp cho em luôn, mặc sướng lắm. 169 xu đặt hàng comment A còng kèm với gì ạ? Số alo của mình. Ngứa gọi hết rồi. Tiếng nào? Được chưa?
A cộng kèm với là số alo của mình con trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Chị Hồng là 1 ạ, nâu là 2 các chị ơi, được chưa ạ? Đỏ là 3 cho em này, kẻ là 4 cho em ạ, và đen cho em là 5 các chị nhá. 169 xu giùm em, được chưa ạ? 169 xu giùm em các chị ơi, nhanh tay giùm em các chị ơi, nhanh tay giùm em các chị nhá. Đấy, quá đẹp cho em luôn, quá đẹp cho em luôn. Em sang màu tiếp theo này, sang cho chị màu kẻ đi, đẹp quá các chị ơi. 169 xu, nhớ cho em nhá, 60k ở xuống là không cần nói nhiều, 60k ở xuống cho em là không cần nói nhiều. Hương Bích ok, lấy hồng này, hồng sẽ mặc không trang, hồng thì xinh lắm em ơi, chả biết nhưng mà con hồng này nhà em cứ treo là bán được rồi các chị ạ, không cần like mà bán nhá, trong tất cả các màu nhá, trong bảng màu này hồng là bán đắt hàng nhất luôn, cứ treo là bán luôn. Con hồng này cũng đẹp luôn, hồng của nó mặc tôn da mà nổi lắm. Em lên lại màu các chị ơi, đây là màu nâu bên em, cái màu này là màu cực kỳ hot bên em luôn các chị nhá. Các chị lấy hàng thì lên là A cộng kèm số alo của mình giúp em 169 xu thôi ạ. Các chị yêu là đặt hàng thì lên A cộng kèm số alo của mình giúp em nhá. Màu kẻ này mình rất là ưng này, kẻ này mặc nó tối dạng người mà riêng công tông kẻ này mặc lúc nào sang không bỏ lỗi mốt luôn, không bỏ lỗi mốt các chị nhá. Đặt hàng comment là A cộng kèm với gì ạ, số alo của mình, A cộng kèm với số alo của mình, comment trực tiếp lên trên live cho em trang có đơn thành công. Là tông kẻ này xinh lắm này, kẻ các chị thấy không, kẻ to mà kẻ đều cho em luôn, nên là mặc ấy, chị nào mà kiểu người mà kiểu hơi mập mập một xíu mặc con này nhà em không hề thấy bị mập một tí nào luôn các chị nhá. Chị ân cho em trong livestream là 169 xu, đặt hàng com cho em là A còng kèm gì ạ, số alo của mình, nhà em bán hàng nhưng chị báo giá chứ không báo ship vào đấy đâu chị ạ, còn ship với chị cộng ngoài giùm em, chứ còn mua hàng thì người ta tự đi bán hàng thì bán đến đấy ai cộng ship vào để làm cái gì. Ship nhà em là 30 xu toàn quốc nhá, 30 xu toàn quốc nhá chị nhá. Thì báo giá thì ai báo ship thì làm cái gì đó chị, em không báo là ship không đấy đâu ạ. Đặt hàng com cho em là A còng kèm với gì ạ, kèm với số alo của mình, com trực tiếp lên trên live cho em là có đơn thành công ạ. Màu đang mặc trên người cho em là màu kẻ rất xinh các chị nhá, không thích kẻ lấy cho em tông hồng, không thích hồng lấy cho em màu đen, không thích đen các chị yêu có thể lựa chọn cho em màu đỏ, không thích đỏ các chị yêu có thể lựa chọn cho em màu này là màu nâu ạ. 169 xu rồi em các chị nhá. Đặt hàng chỉ cần comment A còng kèm số alo của mình, com trực tiếp lên trên live cho em là có đơn thành công. Hương Giang ok có kẻ ạ, chị Mai Thủy ok có kẻ cho em ạ, Phượng Hoàng ok lấy hồng lên số cho em, Phượng Hoàng ơi đẹp. Chị An ơi, áo này nhà em là free size 40-60 cân vừa ấy, 40-60kg vừa ấy. Chị lấy hàng thì lên A cộng kèm số alo giúp em với nhá. Cực kỳ cho em luôn, 169 xu các bác. Vừa bán vừa tặng nhá các chị nhá. Màu hoa kẻ của chị Thúy Quỳnh có đơn là chị Hương Giang có đơn là chị ơi. Này em sang các tình yêu cái màu hoa tiếp theo, màu hoa gì chưa lên? Hoa đỏ à? Đây. Đẹp lắm, có 169 cành thôi. Các chị đặt hàng mình nhanh, tranh thủ nhanh tay comment cho em là A cộng kèm với gì ạ? Số alo của mình là có đơn thành công nhá. Yến Minh ơi, kẻ đẹp lắm em, kẻ là chị nó nét. Em nhá, kẻ là chị nét, em nhìn hoa chị nó sang này cơ mà. Kẻ là chị á, em mà mặc em chỉ có mê thôi này, kẻ này. Nhìn sướng chưa, mình rất thích bán kẻ nha. Vì mặc kẻ bao giờ nó tối giãn người và nhìn nó sang người. Và cái tông kẻ mà người có mặc vài chục năm nữa không bỏ lỗi mốt. Và con hoa này á, kẻ của nó rất là đẹp và rất là sang. Ai thích kẻ phải nhanh tay chốt kẻ cho em đi, không phải suy nghĩ nhiều. Giá chiên là 169 xu. Đặt hàng comment A cộng kèm số, comment trực tiếp lên trên like là có đơn thành công. Lên màu đỏ này. Các chị ơi, đây là màu hồng bên em các chị nhá. Hàng này nhà em là hàng hoa 3D nổi. Nhìn các chị nhìn kỹ này. Đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp luôn các chị ạ. Đây là màu hồng hot bên em. Hồng này bây giờ shop khác không bao giờ có đâu các chị ạ. Không có luôn, hồng dễ mặc này, màu đỏ này. Đấy, áo đỏ chứng tỏ người yêu của ai này, nhặt về hộ em cái này. Con này nhà em chị lên cho em là áo hoa. Lên cho em con này mã đặt hàng là A cộng kèm với số alo của mình. Con trực tiếp lên trên like có đơn cho em trang có đơn thành công này, được chưa? Giá chiên là 169 xu, màu này cho em là màu đỏ, hoa 3D nhá. Đấy, hoa 3D rất đẹp cho em luôn, áo đỏ này. Được chưa? Chị Hạnh ơi lên cho em A cộng kèm số alo của mình đi chị Hạnh ơi. A cộng kèm số alo của mình chị Hạnh ơi. Cái số alo là cái số DT mà hay liên lạc ý chị. Em ơi, kẻ này, kẻ nó như cái mã trận cho em luôn, đẹp không? Chị Hồng Hạnh đỏ lên, đỏ em kèm số alo đi chị ơi. Các con có đỏ không là sao có đơn được. Đây các chị ơi, màu nâu này đẹp chưa này, xuất sắc cho em luôn này. Con này cho em màu đen này, được chưa? Áo hoa nhà em nó đỉnh cao luôn. Con này cho em màu hồng này. Đấy các chị ơi, 5 tông màu nhá. Bình thường những con khác em chỉ lấy 2 hoặc 3 tông màu thôi, nhưng riêng con này nó quá đẹp và em cho phải lấy 5 tông màu. Các chị hiểu cho em nó đẹp thế nào cho em rồi. 169 cành, đặt hàng con cho em A cộng kèm số alo của mình, comment trực tiếp lên trên like có đơn thành công cho em. Các chị nhắc màu đỏ giùm em, nhớ cho em cân nặng là mặc cho em 60kg đổ xuống giùm em, 60kg đổ xuống cho em là mặc đẹp. Các chị nhắc cực đẹp cho em luôn. Hoàng Thắng ok lấy cho em đỏ, Linh Hà ok lấy nâu ạ, Thúy Hào Hồng Phạm lấy một con nâu và một con hồng ok, em nhận đơn nhá. Các chị yêu đặt hàng con cho em là gì ạ? A cộng kèm số alo của mình, comment trực tiếp lên trên like là có đơn thành công. Nhanh tay chốt đơn. Hồng là 1, đen là 2, thấy chưa? Màu này cho em màu nâu là 3, màu này cho em màu kẻ là 4 nhá. Em quên chốt đơn chị Hạnh nhá, một con màu đỏ nhá. Quá xinh cho em luôn, em sang các yêu lúc là màu đen này. Màu đen lúc các chị ơi. Giá chiên là 169 cành, 60kg đổ xuống là không phải bạc.
60kg đổ xuống nó không phải bàn, chất mông tơ ghi lưới, mặc không lộ hàng nhưng cực kỳ thoáng mà cực kỳ mát cho em luôn. Chi ân là 169 xu và em chi ân trên này thôi. Áo hoa này đang rất là hot luôn. Đây là màu các chị ơi. Đây là màu kẻ bên em các chị nhá. Quá đẹp. Kẻ này là màu lạ ấy các chị. Các chị yêu nào không biết lấy màu này thì lấy màu nào thì cứ lấy màu này. Đúng cái rồi. Màu này nó dễ mặc. Xinh lắm. Tiếp theo là màu hồng bên em. Màu hồng này bên em là cực kỳ dễ mặc chứ không kén màu được, không kén da đâu các chị nhá. Màu hot bên em đấy các màu chị hot ạ. Đấy, mặc lên da thành bạch tuyết luôn đấy các chị ạ. À. Đây, màu đen này. Màu đen là một truyền thống đấy nhá, nhưng anh Trang vẫn mặc cho mọi người xem để mọi người có sự lựa chọn. Đây là màu đen cho em. Áo này cho em là áo hoa màu đen nhá. Đặt hàng comment cho em A còng kèm số alo của mình. Com trực tiếp lên trên live cho em là có đơn thành công. Giá chi ân ngày hôm nay cho em là 169 xu cho một em mông tơ ghi hàng hoa 3D đỉnh cao như thế này. Em nghĩ là chắc chỉ có mỗi nhà em bán giá này thôi. Nên là các chị yêu và bỏ qua, các chị ơi rất là tiếc cho em này. Đấy, màu này cho em là áo hoa màu đen, chị ơi xinh cực kỳ cho em luôn. Xinh lắm mà mặc thoáng mát dễ chịu chị nhá. Nó không bị bí, nó không bị nóng như những cái dòng mà hàng Việt Nam đâu. Hàng này của em là hàng QC rồi. Chất nó đẹp cực kỳ cho em ạ. Đấy, tình yêu thích đen thì đen, không thích đen thì cho em màu đỏ này. Không thích đỏ mình có thể lựa chọn cho em màu nâu giùm em ạ. Không thích nâu mình có thể lựa chọn cho em màu kẻ giùm em. Không thích kẻ các chị yêu lên cho em màu hồng cho em, rất xinh nhá. 169 xu. Đặt hàng 169 cảnh. Đặt hàng com cho em là A còng kèm 9 số alo của mình. Com trực tiếp lên trên live cho em Trang Bẹp là mình có đơn thành công. Com trực tiếp lên trên live cho em Trang Bẹp là có đơn thành công. Hảo Lý ok lấy đen và nâu này, chị Hương Minh ok có đen này. Thúy Hằng Đỗ ok em nhận đơn rồi chị ơi. Chị Hằng Đỗ chút mấy lần rồi không cần comment nữa đâu chị ơi. Màu nâu cho em này, được chưa? Đây. Đấy, kẻ cho em mà đẹp lắm, mấy màu nào cũng đẹp. Con này gọi là 10 màu. Màu nào cũng là làm tim ta tan chảy luôn. 169 xu đặt hàng com cho em là A còng kèm số alo của mình. Com trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Có màu này cho em màu đỏ là, màu hồng là 1, màu này màu đỏ là 2, màu này cho em màu nâu là 3, màu này cho em màu kẻ là 4. Chị ơi, Thúy Nga ok em nhận đơn. Thúy Nga để thêm một con kẻ nữa là 2 áo nhé Trang. Nhìn màu nào cũng đẹp không cưỡng nổi. Con này xinh lắm, không cưỡng được đâu. Em còn để lại mặc cơ mà các chị. Em còn để lại mặc cơ mà xinh lắm không mua tiếc ấy các chị ạ. À. Thật sự có phải lúc nào mình gặp được con áo mình ưng đúng không chị? Có phải lúc nào mình gặp được con áo mình cảm thấy sướng như này không các chị đúng không? Hàng nó đẹp nhất cái nách cho em như này có 169 cành. Mê mẩn cuộc đời cho em như này có 169 cành đúng không ạ? Hàng livestream mà đẹp nhất nách như này cho em thì không mua một cái gì. Đấy, hồng này, đỏ này được chưa? Nâu cho em này được chưa? Đen và kẻ cho em. Tông nào cũng đẹp, các chị thích tông nào các chị lấy tông đấy cho em. 169 cành. Đặt hàng con cho em là A còng kèm với số alo của mình là có đơn thành công, màu cho em màu kẻ nhá. 169 cành giùm em, ơi đẹp cực kỳ cho em luôn. Hương Giang ok đen, Thúy Hạnh ok đen, Quỳnh Anh ok đen nhá. A còng kèm số alo của mình. Comment trực tiếp lên trên live cho em có đơn thành công. Giá chi ân cho em là 169 xu, em mời các chị nhanh tay giùm em nhá. Em mời các chị nhanh tay giùm em. Rồi ok, chị Lê Huế có đơn, chị em chị Hương Mai có đơn cho em này. 169 xu, được chưa? Mặc lại. Màu nâu, màu nâu ok, màu nâu nhá, đây màu nâu đây, màu nâu này nhà em rất là tây này các chị ơi. Em mặc lại đúng một giây 5 phút để cho các chị yêu ngắm màu nâu rồi xong em qua mã nhá. Con này rất đẹp cho em luôn, không phải suy nghĩ nhiều, đỉnh cao cho em luôn. Nâu nhá các chị ơi, em lên nâu đẹp, nâu nhá các chị ơi, đẹp quá cho em luôn. Đặt hàng comment đúng cú pháp giùm em là A còng kèm với số alo của mình các chị nhá.